cần thì là Rồi, alo. hello anh em ha. Chào mừng các bạn đã trở lại kênh YouTube Mỹ Mô Tô. Đó, thì hôm nay mình tiếp tục lại mình quay các cái dòng ô tô nè anh em. Của tiệm xe máy của anh Phong nè anh em ơi. Đó, về phần địa chỉ ở đây mình có đọc đọc cho anh em nghe luôn ha. 169 nha, Lý Thường Kiệt, Dĩ An, Bình Dương nha anh em. Đó, và số điện thoại luôn mình có để ở phần mô tả đó anh em, chi tiết luôn. Anh em cứ lấy tay nhấp vô tiêu đề video ha là sẽ gặp. Đó, tiêu đề video của anh em đang xem nè. Đó, anh em cứ lấy tay nhấp vô là sẽ gặp cái bên dưới anh em, cái địa chỉ chi tiết luôn. Đó, thì hôm nay mình trở lại đây á để mình tiếp tục mình cập nhật cái giá cái dòng xe mới này anh em. Đó, còn rất là nhiều luôn. Từ 19 triệu ha, 19 triệu là anh em đã có mô tô nha anh em. Đó, thì đây mình báo giá từ từ cho anh em xem tham khảo ha. Đây còn rất là nhiều luôn. Anh em tha hồ lựa chọn luôn anh em ơi. Rất là nhiều ha. Đó, mình sẽ quay tổng quan một dòng như này cho anh em xem rồi mình sẽ báo giá ha anh em. Đó, anh em hãy theo dõi mình ha. Thấy thích thì hãy cho mình một like nha anh em. Và nhớ đăng ký kênh ha. Nhấn chuông, nhớ nhấn chuông để theo dõi video mới nhất từ kênh của mình nha anh em. Rồi, cảm ơn anh em rất nhiều. Đó, đầu tiên thì xe mới về Ninja 400. Ninja này mình coi Ninja là trước nha anh em. Ninja 400 ha. Xe chưa lăn bánh. Đó, xe này là mới về luôn anh em ơi. Xe, à, xe mới còn chưa lăn bánh. Chưa lăn bánh nè. Giá là 143 triệu. Đó, giá thì 143 triệu nha anh em. Xe mới luôn. Xe trúng thưởng, chưa có chặn. Xe này thì anh em đừng có nói mà xe ấy qua tay rồi mà bán mắc gì ha. Xe này là người ta trúng thưởng đó anh em. Người ta không chạy, người ta bán lại cho ảnh đó. Đó, thì anh để lại cho anh em là 140 triệu nha. Đó. Về phần máy móc thì anh em cứ yên tâm ha. Anh em cứ đến cửa hàng xem xe và anh em cứ xem máy móc test thoải mái ha. Đó. Cái bên cho em hỏi con xe này luôn đi. CB 150R xe Thái. Đó, xe này xe Thái anh em. RCB gì nè. 89 triệu xe mới, 105 triệu chưa đăng ký. Dạ. Này đi được 2000 cây á anh. 2000 cây. À, xe mới là bao nhiêu? 105 triệu chưa đăng ký, đăng ký ra 301. Ồ, xe này nếu mà xe mới là đăng ký đồ này kia là tổng cộng là 101 nha anh em. Nhưng mà xe này thì có qua tay rồi anh để lại cho anh em là 89 triệu. 89 triệu nha anh em, đi được 2000 cây. Đó. Ha. Đó. Dạ thì cũng kỳ nữa. 2007 nha anh em. Để máy cho anh em. À, xe vừa ảnh vừa mới về anh em, chưa có đổ xăng vô á. Thì mình quay liền cho anh em luôn, chưa kịp đổ xăng. Đó, anh em thông cảm mình ha. Cứ nổ máy bình thường nha anh em. Anh em có nhu cầu thì cứ đến đây xem ha. Và mình test máy luôn. Rồi, cứ tiếp tục tới con Gmail GVS. GZ, GZ 150. GZ 150 nè anh em. Xe 24. 41 triệu 900. Xe đời 24. 41 triệu 9 nha anh em. Xe Trung Quốc là đầy đủ. Đó. Xe kế bên luôn anh, xe này giá nhiêu? Con đó 19 triệu 900, Gbel 125 giá là 19 triệu 900 ha anh em. Đó. Xe thì giá cả ha. Tùy theo cái dòng xe, tùy theo cái đời xe, tùy theo hiện trạng của xe ha anh em. Đó, thì anh em nào biết cái dòng mấy dòng xe này thì đừng có nói mắc rẻ ha. Còn xe kế bên này luôn anh. Không bán. Không bán ha, xe bên đây. Không bán luôn. Xe để dành làm cổ anh em ơi, không bán. Đó thì vô trong mình sẽ xem đầu tiên là con CBG nè anh em. CBG xong mình vô xem cái con xe này cũng có tầm 20 triệu gì nè. Xem CBG trước đi. Này động cơ 150 á. Dạ. Đăng ký cuối 2018 65 triệu 900. Nó chừng mấy chục tiếng. Đó. Đăng ký cuối 2018 nha anh em. Xe này thì giá để cho anh em là 65 triệu 9 nè anh em ơi. Đó. Thì chú này đang đang xem ha. Rồi. Được. Con này cho em hỏi con này luôn đi. Con này là SR
Yamaha FG. Yamaha FG 125 20.9. Động cơ 125. Đời nhiêu anh? Xe nào? Đời 98. 98 ha. Xe này thì giá 20.9 nè anh em ơi ha. Còn thấy cái dàn não ngoài cất mới luôn anh em ơi, quá ngầu đẹp ha. Đó, máy 20.900 nha anh em. Đó, đó thì mấy cái dòng xe mô tô mini nè mấy anh em, MFX nè còn rất là nhiều ha. Đó, ở đây thì bữa nay thì cũng có khách rất là đông á, ảnh cũng không có hỗ trợ mình ha, ảnh là khách đó, thì anh em thông cảm mình ha. Thì ở đây mình sẽ xem giá anh có để trên đây nè, thì rồi mình sẽ báo giá cho anh em luôn. Đó, GFX này là con đầu MFX này con đầu tiên là 38.9 này ha. Đó, thì còn cái bên đây bán rồi anh à, cho qua cho mọi người là MFX. Dạ. 38.9. Con này hồ sơ có sẵn rồi. Hồ sơ có sẵn ha. Dạ dạ. Sẵn đăng ký luôn. Đây là cá chức bả là nhiêu nữa? Một chú ở đâu? Thành phố là Sài Gòn 1% thuế. Đó thì từ từ thì mình xem đi, rồi ảnh có thời gian thì ảnh lại ảnh báo giá nha anh em. Đó, xem xe. Đó. Con này là giá là 20.9 luôn nè. Con này là động cơ nhiêu anh? Ha. Xe này còn rất đẹp luôn nè anh ơi. Cái bồ có độ được cái bồ kìa. Nó giữ luôn. Đây nó để mình nổ máy anh em nghe coi. Đó, bật đèn lên cháy đèn. Bật chìa khóa lên là cháy đèn nữa ha. Ồ, bồ giữ luôn anh em. Ganti kìa, nghe đã ha. Cái này nó còn chơi bô zin nữa. Đó, rồi. Giá 20.9 nha anh em. Con này động cơ nhiêu anh? 110. 110. U110. U110, rồi. Kế tiếp là con Suzuki AM. Suzuki AM 150. Giá là để cho anh em là 37.9 nha anh em. 37.9. Xe thì máy móc ở đây bảo hành cho anh em là 6 tháng ha. Đó. Thì cũng có tặng quà cho anh em luôn ha. Anh em cứ lại xem xe đi. Rồi, kế tiếp con Suzuki cũng còn con nè. Giá con này thì 36.9, rẻ hơn con ngoài là 1.000.000 ha. Biển số thì nó nằm trong đó, mình không có quay được anh em. Anh em nào có nhu cầu thì mình đến đây mình xem ha. Xem thì ở đây ảnh cũng có rút hồ sơ sang tên cho anh em luôn á ha. Đó, anh em nào có nhu cầu sang tên đổi biển số thì cũng có luôn. Khách vừa mới dẫn ra luôn. Khách vừa mới lấy con đó anh em. Con này giá 58 triệu là khách vừa mới lấy ha. 58 triệu. Dạ. Đó. Thì kế bên con Honda này anh em là giá 47.9 nè. Đó. Thì mình sẽ báo giá sơ lược nhanh nhanh cho anh em ha. Anh em xem thông cảm mình nha, không có quay kỹ gì mấy á. Anh em thông cảm mình ha. Thì giá này 35.9 con kế bên luôn. Đó. Thì kế tiếp là bên đây là 37.9 anh em. FZ thì còn từ 33 triệu đến 37.9. Đó, FZ thì còn rất là nhiều luôn. Từ 33 đến 37.900 nha anh em. FZ. Đó. Ở đây thì mình sẽ đi dài vô trong đi, rồi mình quay qua đây mình giá dài bên đây luôn. Đó, còn rất là nhiều luôn anh em, cứ xem từ từ nha, mình sẽ báo giá cho anh em
từng chiếc luôn ha. Thấy cái con trong đây nè, con W nè anh em. Con này giá 54,9 triệu nè. Nha. Đó, rất là đẹp luôn. Rồi, kế tiếp là Suzuki GXX 46,9 triệu ha. Rồi TFX. Đó, con này thì có khách lấy rồi ha. Còn con trong kia 52 triệu kìa. Đó, 52,9 triệu kìa. TFX. Thì trong đây những cái dòng xe Rebel rồi nè anh em. Để mình xem giá luôn ha. Báo giá cho anh em luôn. Con này khách đặt cọc rồi anh em ơi. Còn đây con nè, giá thì 45,9 triệu nè anh em ơi. Đó, xe đẹp ha. Thì mình còn rất là nhiều xe ở đây, mình sẽ báo giá nhanh cho anh em ha. Anh em xem tham khảo ha. Có thắc mắc gì hãy comment bên dưới cho mình nha anh em. Và anh em hãy thông cảm mình nha, không có quay gì kỹ gì mấy á. Tại ở đây xe nhiều quá, tranh thủ để mình quay để mình báo giá cho anh em á. Không có quay kỹ được á, anh em cũng thông cảm mình ha. Đó thì con này 22,9 triệu anh em ơi. Đó. Bắt con bộ xe. Đó, con này thì giá 22,9 triệu. Đó. Còn ở đây thì 20,9 triệu nha anh em. Đó. Đó mình sẽ báo giá nhanh cho anh em luôn. Ở đây thì có con CBG nè anh em. Ha. Đó. CBG kìa. CBG này để lát mình hỏi ảnh ơi có khách lấy chưa mà ảnh thấy chưa có để giá nè. Thì ở đây mình xem con gỡ đít trước ha. Con này 47 chứ. 47,9 triệu nha. Rất là nhiều luôn. Hồ tha hồ anh em cứ lựa chọn nha. Đây mình sẽ quay từ từ. Anh em nào thích xe nào thì cứ lướt là xem giá cả ha. Cứ rồi mình đến mình xem xe cho nó kỹ hơn á, về phần máy móc á. Đây CBG này anh em. Có lên cái bồ ha. Con này là có giá không? Con đó là bán rồi. À, còn một con rồi. Nữa màu trắng đỏ 45,9 triệu, xe đang về mai có hàng. Con kia con này thì bán rồi anh em ơi. Còn một con nữa đang về, đang trên đường về, giá là 47 triệu anh. 47 triệu ha. Con này 47 triệu mà bán rồi, còn con về nữa là 45 triệu thôi. Con đang về là 45 triệu, con này thì 47 triệu rồi, có khách lấy rồi anh em ơi ha. Thì anh em nào có nhu cầu thì con kia nó gần về rồi đó, anh em cứ đến đây mình xem. Đó, thì tới kế tiếp là con Suzuki. Rồi ít thì còn 10 con. Rồi ít là còn 10 con, giá dao động từ bao nhiêu anh? 54,9 triệu cho đến 58,9 triệu. À 54 triệu cho đến 54,9 triệu cho đến 58,9 triệu anh em ơi. Rồi FX ha. Còn tới 10 con nha anh em. Đủ màu luôn. Đó, thì tầm giá đó anh em cứ đến đây xem xe đi rồi tham khảo giá cả rồi dẫn chính xác hơn. Dạ. Đi 700 cây cho đến 8.000 cây là nhiều nhất, không có dạ. Hơn. Đó. Đây nè. Nguyên một vàng ha. Rất là nhiều luôn. Đây. Rồi đít. Đó, ở bên đây nữa này nè. Rất là nhiều. Rồi. Con này mình sẽ xem con này ha. Con này là sao anh, con này Kawasaki Fusan 200. Nó là 58,9 triệu, đi có 1.500 cây thôi. Con này động cơ 200 anh. 200 cc. Con này đi bao nhiêu anh? Đi 1.500 cây. 1.500 cây để mình xem nha. Đó. Em thấy 1.500 cây nè. Thì ở đây cái tiệm xe của ảnh là uy tín nha anh em. Đồng hồ là không có tua ha. Anh em cứ yên tâm về phần đó ha. Nếu phát hiện mà tua anh em cứ tặng xe anh em luôn nha. Đó. Ảnh bảo đảm cho anh em như vậy á. Đó. Thì anh em cứ yên tâm về phần máy móc ha.
máy móc thì bảo hành cho anh em là 6 tháng nha anh em. Nãy có con màu đen á, khách lấy rồi, vừa mới lấy luôn á. Đây còn con này màu vàng ha anh em. Đây nước không ta? Rồi, ra những cái dòng Honda này anh em, Rebel nè. Rebel 300 thì còn 3 con. Rebel 300. Mình thấy còn 3 con anh em. Giá thì 99 triệu con đầu tiên. Hai con 99, một con 99. Hai con này đồng giá luôn. Con ngoài này là 93 triệu. Xe còn mới đâu ha anh em. Rất là mới. Con đó. 3 là đi 8.000, còn hai con này đi 3.000. Con này đi có 8.000 ha. Thôi trong hai con trong đây là đi mới được có 3.000 cây à. Đó thì kế bên là mình có con Kawasaki nè anh em. Con này giá là 94 triệu ha anh em. Có ABS. Đó, rất là nhiều dòng xe luôn em ơi. Đó, dòng xe đời cao nè anh em, rất là nhiều luôn. Động cơ từ 300 đến 500 ha anh em, còn rất là nhiều nè. Đó, Luja. Gì à? C CBXS này nè. CBS nè. CBX 500. 500 động cơ tới 500 nữa nè. Đó, con đầu tiên này là đi 6.000 cây thì giá của nó là 160. Đi 6.000 cây ấy anh em, 160 đó. Còn con bên đi 300 cây luôn, 160. Dạ. Rất là nhiều luôn. Đó thì đây nãy giờ mình báo giá cho anh em là đa dòng ô tô luôn, đủ thứ luôn, các loại luôn ha anh em. Anh em cứ đến đây mà lựa chọn ha. Đó thì video mình chỉ làm tới đây thôi anh em. Anh em thấy thích hãy cho mình một like, và chưa đăng ký thì hãy đăng ký và nhớ nhấn chuông ha anh em, để nhận được video mới nhất từ mình ha. Kênh mình sẽ được cập nhật giá các cái dòng ô tô cũ này anh em, mấy xe phổ thông á, đầy đủ để cho anh em tham khảo giá cả và mình có thể mua được á. Đó thì cảm ơn anh em đã theo dõi video ha. Hẹn gặp anh em trong những video tiếp theo.